Thưa quý vị và các bạn, dù phải tranh tài với các thí sinh học trung học phổ thông chuyên trên cả nước, nhưng hai em học sinh trung học phổ thông Nguyễn Siêu và trung học phổ thông Khoái Châu vẫn xuất sắc đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm 2024. Có mẹ là giáo viên dạy lịch sử nên ngay từ khi còn nhỏ, Lê Trọng Phong, lớp 12A5, trường trung học phổ thông Nguyễn Siêu đã có sự yêu thích đam mê với bộ môn này. Sau khi giành giải 3 học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 9, giải nhất cấp tỉnh năm lớp 11, Phong được triệu tập tham gia thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Không chỉ xuất sắc vượt qua vòng loại, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2024, Phong đoạt giải nhì. Với em thì môn sử nó không phải là môn học thuộc, nó là môn đòi hỏi một sự tư duy. Em gắn môn học với đời sống hàng ngày. Như thế thì em mới có thể nhớ được và gắn bó với nó đến bây giờ. Tài năng về tin học của em Hoàng Hải Phong được thầy cô trường trung học phổ thông Khoái Châu phát hiện và bồi dưỡng ngay từ lớp 10. Sang lớp 11, Phong đã được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Hưng Yên. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2024, Phong đạt giải khuyến khích. Trong suốt 3 năm học phổ thông, Phong đã đạt rất nhiều giải thưởng về tin học như học sinh giỏi cấp tỉnh môn tin học, giải tin học trẻ cấp tỉnh, cấp quốc gia. Em sẽ tìm hiểu thêm, đọc thêm các tài liệu mở rộng ở trên các trang web của nước ngoài và các clip dạy học ở trên YouTube. Bài tập thì em làm rất nhiều dạng bài, làm ở các trang web online, mình sẽ biết được luôn là mình sẽ sai ở đâu. Đấy, mình sẽ sửa đổi và hoàn thiện tốt hơn. Những thành tựu mà hai bạn Trọng Phong và Hải Phong đạt được là kết quả của cả quá trình không ngừng cố gắng rèn luyện, nhất là khi các em phải tranh tài với học sinh các trường trung học phổ thông chuyên của cả nước được phát hiện và bồi dưỡng chuyên sâu trong thời gian dài. Trong những giai đoạn ôn tập trọng điểm, hai em phải xa gia đình một mình thuê trọ để có thể cùng ôn luyện với đội tuyển. Sự nỗ lực được đền đáp bằng những trái ngọt, cả hai lại tập trung học tập, chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.